Xin chào anh em, mình đang ở gian hàng của Microsoft tại IFA 2018. Và cái thứ mà mình muốn giới thiệu cho anh em là cái bộ điều khiển tương thích và được thiết kế dành riêng cho những người mà bị khiếm khuyết, giúp họ có thể chơi game, giúp họ có thể làm được cái này cái kia, chơi Windows hay là chơi Xbox nó dễ dàng hơn. Và đây là cái bộ điều khiển của chúng ta. Đây là cái bộ điều khiển gọi là Xbox Adaptive Controller. Và mình sẽ nói chi tiết hơn sau đây. Và về cơ bản, cái bộ Xbox Adaptive Controller này là một cái sản phẩm hợp tác giữa Microsoft và một cái hãng gọi là Able Gamer, một cái hãng chuyên làm những cái phụ kiện chơi game dành cho những người khuyết tật. Như anh em có thể thấy là được thiết kế dành cho những cái người mà bị khiếm khuyết về chân tay cũng như là khả năng vận động. Thành ra cái Xbox Controller này nó có một kích thước rất là lớn để mà trong những cái trường hợp chẳng hạn như bạn không có bàn tay hay là bàn tay của bạn không cử động được thì có thể bấm được rất là dễ dàng. Hai cái nút này thì không phải là nút cảm ứng, mà hai cái nút này là một cái dạng nút có nhiều cái cấp độ lực. Chẳng như chúng ta nhấn nhẹ, chúng ta nhấn mạnh được đó. Và khi chúng nhấn thì nó sẽ phát ra những cái âm thanh tương thích. Bên cạnh đó nó vẫn có cái nút D-pad, và cái nút D-pad này cực kỳ to, cũng như là những cái nút đặc trưng của Xbox One và Windows 10 đó. Và cái điều đáng chú ý là cái bộ Xbox Adaptive Controller này nó có rất là nhiều những cái cổng để mà chúng ta có thể gắn thêm những cái phụ kiện mà lát nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em. Ở phía sau này nó có rất là nhiều những cái cổng, và những cái cổng này nó sẽ cho phép chúng ta gắn nối ra những cái nút bấm ở ngoài, và mỗi cái cổng nó sẽ tương ứng với một cái nút giống như là trên cái tay cầm Xbox One mà chúng ta hay chơi, những cái nút vai nè, những cái nút menu, những cái nút A, B, I, nút qua trái qua phải vân vân. Ở đây thì mình đang có một số cái phụ kiện có thể hoạt động được với lại cái Xbox Adaptive Controller. Như chúng ta có một cái tay cầm Extreme 3D Pro rất là quen thuộc của Logitech, cái tay cầm này chúng ta thường dùng để mà chơi game lái máy bay. Và nó sẽ có thể kết nối với lại cái Xbox Adaptive Controller qua cái cổng USB thông thường. Kèm theo đó chúng ta có những cái nút. Cái nút này có cái nhiều kích cỡ khác nhau, to, nhỏ hay là thậm chí là đấm vào đây luôn nè. Và tiềm năng của những cái nút bấm này nó không chỉ dừng lại ở cái chuyện chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta nhấn, chúng ta dặn hay chúng ta dùng chân để chúng ta đạp. Mà có rất là nhiều người ta bị những cái chứng mà không thể cử động được tay chân luôn. Thì những cái thứ như thế này, chẳng hạn như đây là một cái thiết bị, nó sẽ giúp họ gắn lên áo hoặc là gắn lên một cái gối ở chỗ nào đó, và nó có vải mút nè, thì họ có thể dùng đầu để mà tác động vào. Đó, rất là nhạy luôn, rất là dễ thương. Và mình càng xem những cái này mình càng thấy rất là cảm động đối với những cái người mà người ta không may gặp những cái khiếm khuyết trên cơ thể như vậy. Xbox One Adaptive Controller thì sẽ được bán độc quyền qua Microsoft Store với cái mức giá là $99. Đây là một cái sản phẩm rất là nhân văn, rất là tuyệt vời dành của Microsoft dành cho những người không may bị có những cái khiếm khuyết trên cơ thể, và giúp họ hòa nhập cũng như là giúp họ có thể trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn em đã xem video.